tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Đúng, mọi người biết đây là cái gì? Đây gọi là không làm mà đòi có ăn, chỉ ăn đâu này. Bồ châu. Lão tuyệt. Đây là đạn. Đấy. À, người ta bảo rồi, không làm mà vẫn có ăn thì chỉ có ăn. Chim châu. Đây là nòng súng của một con trâu nhá mọi người nhá. Đây là trâu hay bò ấy? Đây là trâu hay bò đấy nhỉ? Quên hỏi bà ngoài chợ rồi. Anh em mình vừa đi sắm được một mùa sắm được 3 khẩu súng. À, đây gọi là súng của con trâu hay con bò gì đấy nhá mọi người nhá. À, khá là. Anh ơi, thế này chắc súng của con nghỉ. À, hôm nay anh em mình có một món rất là ngon. Đây là được gọi là đặc sản nhá mọi người nhá. À, bình thường ấy thì mọi người cứ nghĩ đến súng trâu, súng bò ấy, hoặc là kia thì nghĩ đến gọi là món ăn kinh dị, nhưng mà đây là món ăn khá là ngon. À, một người khỏe, hai người vui. Trẻ con thì không nên ăn những cái món như này. Đấy. Ngon tươi rồi mà anh bảo không cho em ăn. Đấy. À, vì vì cái món này ấy, thì nó khi mà ăn vào ấy thì người nó hay bị nóng, thế nên là mày không nên ăn đâu. À. Đó, đây là đạn của nó này. Món này ngon thối rồi. Này, đây là B52 nhá. Đây là tút tút phát nhập. Bom. Nhìn mày nhìn biểu diễn xem. Đây em đầu em đấy. À, lưu đạn. Súng này bình thường ấy thì cái món này ấy, hầm thuốc bắc này, hoặc là ăn lẩu này, ninh này thì rất là ngon. Nhưng mà hôm nay anh em mình làm một món đặc biệt luôn, nướng siêu cay. Đấy, món này món nướng siêu cay. Nhưng mà trước tiên để làm được món này ấy, thì anh em mình sẽ phải bây giờ sẽ phải đem trần quả đã. Vì những cái của hiếm ấy thì mọi người biết nó tại sao người ta gọi là hiếm hoi không? Những cái cổ hiếm thì thường nó rất là hoi. Thế nên là anh em mình sẽ phải khử hoi của cái quả này đi đã nha mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? À, bây giờ đến cái bước khử hoi. À, anh em mình sẽ đem đi khử hoi trước đã nhá. Wow. Bây giờ bắt đầu khử hoi cho nó nhá mọi bây người. Bây giờ bắt đầu chân chim mà. Úi giời. Phải trần qua xong tí nữa mình lại sẽ lại rửa lại bằng rượu trắng nữa. Ui, anh ơi, chim nó queo luôn rồi. Queo luôn. Nó co lại ngay. Hả? Như rắn luôn. Nó co lại ngay, xong tí nữa mình sẽ bóc bỏ những cái phần bị cái này làm còn lâu vậy nhỉ? Cái này làm cũng khá là lâu đấy. Nhưng mà được cái nó ngon. Ừ. Ngon là được. Mày hiểu câu tại sao người ta bảo trẻ con không ăn thịt chó? Cháu kiểu nó bổ quá, trẻ con ăn nó không biết để đi không đâu. Không được ăn thịt chó. Nhưng cái món này cũng thế, trẻ con không nên ăn. Người lớn mới không nên ăn, trẻ con mới ăn. Đấy, sau khi làm sạch nha mọi người nha. Nhìn quả này mới đẹp này anh ơi. Sướng nhỉ? Thừng. Bây giờ anh em mình sẽ để mà nướng được siêu cay nó ấy, thì tại vì nhá, nó chính là những cái này, nó chính là những cái gân ấy, rất là dai vào kia. Cứng. Thế nên mọi người kể cả ăn lẩu cũng thế, nên ninh qua đi nhá. À, bây giờ mình sẽ cho vào ninh với xả gừng để cho nó thơm. Đó. Ninh bao giờ nó cảm giác nó mềm cái gân này đi ấy, thì anh em mình sẽ cho ra nướng. Như vậy khủng lồ. Và cho ra ướp gia vị rồi nướng siêu cay. Đây. Ninh nhau là đi anh nhỉ. Rút chốt này. Phải. Thế còn cái chốt. Chốt vào đây. Đấy. Giờ ninh khoảng trong vòng khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng nha mọi người nhá. Cái món này thì mình ăn nhiều rồi nên mình làm khá là ngon. Nếu mà làm lẩu ấy thì rất là ngon. Nhưng mà hôm nay mình muốn làm món mới, đó là nướng siêu cay, xem là nó có ngon bằng lẩu không nhá. Đi cay là dễ ăn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ gắp những cái quả lựu đạn ra trước nhé mọi người nhé. Tại vì những cái phần gân của cái súng ấy thì nó vẫn chưa được mềm, chưa được đấy lắm. Mình phải gắp những cái quả lựu đạn ra trước, tại vì sợ nó mềm. Quả súng này chuyển màu này anh nhỉ? Ừ, sợ nó nhũn mất. Đấy, quả này còn... Quả này nó nổ sẵn nên nó mới thế mọi người ạ.
nó khoảng này chỉ nó ngon không nhỉ? Em mình cắt cơm trước đây. Không, chưa có gia vị mẩy. Thế em phải từ từ. Đấy, bây giờ Ninh tiếp cái súng. Còn lưu đạn cho ra. Đấy, được chưa? Đấy. Đó. À, hết rồi. Đấy. Đây. Quả lưu đạn kệ. Quả này là bị kệ. Đấy, tiếp tục Ninh cái này khoảng tầm 30 phút nữa nha mọi người nhá. Ok. Sau khi những khẩu súng này đã gọi là lên nòng. Đấy. Mình bây giờ sẽ ướp siêu cay và tiến hành nướng nhá mọi người nhá. À, đây. Ý, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Anh em mình toàn dùng ớt tươi. Thế nên là nó sẽ cay hơn những cái loại ớt khô nhá mọi người nhá. Đấy. Hôm nay không dám làm cay quá, tại vì ăn cay quá cũng không tốt cho dạ dày đâu mọi người. Thế nên là mình cũng chỉ làm hơi siêu cay thôi. Đấy, không dám cay như mọi khi cay. Ok chưa? Ui, anh ơi, em phải nướng cái quả lựu đạn này. Mày cho một bên lựu đạn, một bên súng. Đúng rồi, bên này chuyên lựu đạn này. Bên này chuyên súng. Ui, chết rồi. Sao cả nướng trong nó rơi hết mà. Súng súng vượt biên. Chặn đất luôn. Chà. Một quả to này. Mày. Đấy. Khá là ok. Cái quả lưu đạn này là nó nổ mọi người ạ, còn ít thuốc nổ này. À. Ngon chưa mọi người? Khô. Ui anh ơi, của em băng hết rồi. Không không vàng rồi. Khoái chưa? Được rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Ui chà. Đây là một khẩu súng thần công. Đại bác quay một vòng. Đấy cho mọi người xem. Chưng à, kim nó bị chưng chùi lên nhỉ. Chưng à, đây. À, chủ yếu là khi anh em mình nướng qua như này thì để cho nó dậy mùi hành tỏi với thơm, ớt thơm lên thôi. Chứ còn lúc nãy là đã nấu chín hết rồi nhá. Nhừ hết rồi. Nhừ mọi người ạ. Wow, đây. Ui chà. Chưng nó đây. phê chưa đấy, không giống như là quả trứng gà ở trong trễ ấy. kiểu nó sẽ như thế. Ui cái này mới sướng này nhỉ anh nhỉ, vàng rộm mà nào cũng sướng. Và đây lấy dùng cái kéo để cắt như kiểu rồi chó ơi ăn một cứng. Đấy. Ok. Ê. Okay. Chết. Ui trời. Bây giờ sẽ bắt đầu cho mọi người xem cái món súng siêu cay của anh em mình như thế nào nhá. Đây. Món này. Chim siêu cay. Đây là quả trứng chim. Ui giời. Ấy. Ui giời. Mềm rồi. Như kiểu cục thịt nạc đấy nhỉ. Đây, để kéo này. Đây. Một khúc. Ui. Mời tất cả mọi người nha. Đây là quả cả. Không biết là mọi người đã ăn cả bao giờ chưa, nhưng mà mình thấy nó giống giống cái gì nhỉ? Mềm á. Ừ. Bùi. Trứng nó kiểu nó giống cái gì nhỉ? Mình tự dưng mình quên mất. Ăn ngon quá đấy anh ạ. Mọi người nhá. Mình ôm cái này trong mình nướng đợt này ăn ngon hơn đợt trước anh ạ. Ngon hơn nhiều. Hơi cay tí. Cũng được, ngon. Ngon đấy. Ở bên ngoài ra nó ấy, bên ngoài lớp vỏ trứng ấy, nó dai sật sật, bên trong thì nó mềm. Thôi rồi, đây đã ăn súng phải ăn như thế này. Đây nhá, đây là mọi người nhìn giống cái gì. Đây em có một quả cà bé này, một cặp ấy. Chiu. Thơm. Ngon lắm mọi người ạ. Ông vòi vòi đấy, ông vòi vòi. Đây. Giống ông vòi vòi, ông núi. Ngon quá. Đấy là súng nha mọi người nhá. Người ta bảo không làm mà muốn có ăn thì ăn cái này. Đây là cái đầu cà của nó này, ăn giòn lắm. Đó.
ngon. Cái đoạn này cứ sọt 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 ăn sướng nhỉ. Ăn giống kiểu cái đoạn gần giống cái cống gần cân rốn của con cháu bò ấy nhỉ. Mình nhớ ở đâu đó ở dưới phố cổ Hà Nội hay là ở đâu ấy có, cũng có một quán chuyên về cái món chim hình như là cà bò hầm thuốc bắc thì phải. Hôm nào mình sẽ phải đi thử xem ngon như anh em mình nào không. Nó ngon lắm thật rồi, mọi người nên thử một lần. Cứ bảo là chim nó mùi hôi không, hôi một tí nào nhá, không có một tí hôi nào luôn, thề với mọi người không. Đây, nó không có một tí hôi nào luôn, mà trong cái hạt trứng cà của nó ấy, thì nó bùi nó béo cực kỳ, ở ngoài gân thì mềm dai giòn sần sật. Này nè, hai cái chốt an toàn này nè. Đấy. Hai cái chốt này có một cái chốt nào ơi. Ơi, nhưng mà ngon. Ngon lắm. Đảm bảo với mọi người nếu mà thử một lần đi, hãy thử một lần. Tại vì khi anh em mình đã ăn hay nấu món gì ngon anh em mình bảo ngon, không ngon thì anh em mình bảo ngon để làm gì, thật sự luôn. Ngon. Quá. Em ăn cái con chim. Quên. Ngon quá quên mất phải thưởng thức. Đây mới là đầu chim đây này. Xanh xanh này, giống kiểu chim chó nhỉ anh nhỉ. Đây. Đấy. Đầu khớp. Đây người ta gọi là đầu khớp. Đầu chim nhá. Đây, đầu khớp. Đầu khớp con to hơn. Ngon, ngon. Ngon lắm. Đây. Đây mới gọi là đầu khớp nhá. Đầu khớp chuẩn này. Ngon lắm rồi. Này. Đúng cái đầu khớp của con bò đấy nhá. Thật ra anh em mình làm sạch. Đấy, đây, ở bên trong nó này. Giống như kiểu một cái lòng ấy, lòng hoặc là một cái kia. Mình sẽ thử đầu khớp nó. Giòn nhỉ. Cái đầu khớp nó giòn lắm. Number one đấy. Đấy quên mất, phải làm là rượu bia. Món này một bia rồi đúng rồi. Rượu. Món này ngon mọi người ạ. Làm lẩu thì cũng ngon. Món này ngon thì nó vì nó cay xế. Cay the the á. Ướp tỏi vào hết trơn luôn. Bò với trâu là rất hợp với tỏi, thế nên là món này ngon quá. Quá ngon. Món này chỉ khổ buổi tối khổ. Thịt này hầm hầm mấy ăn thì nó. Ăn nhiều ăn như gặp bếp à. Các quý ông nào mà đang trong tình trạng không có tiền đi chợ, chứ không nói thẳng, chứ không phải là chưa đến chợ mà hết tiền, thì nên dùng sử dụng cái món này nhá. Tức là không có tiền mà đi chợ luôn đấy. Cô cà sướng nữa. Đây, giờ thử cái khúc giữa phát. Thử cái khúc giữa của nó này. Thử cái đầu khớp rồi, ơi khúc giữa nghe có vẻ dài hơn đấy. Nó nhìn nó vàng óng anh nhỉ. Cảm giác như kiểu con rắn á. Tem không? Ngon cực kỳ luôn. Thấy không? Dài. Cái cọc cao su á. Nó ngon. Thơm. Nó thơm nhá. Tản ra nhỉ. Đại khái không? Cực kỳ ngon luôn. Nếu ai mà đã chưa từng thử thì mình khuyên, mình xin đấy, nên thử món này một lần. Quỳ xuống vạn xin nên thử một lần. Ngon lắm. Thật. Món này cũng không phải là món theo mình thì nó là đặc sản. Theo mọi người thì không biết là nó đặc sản không, nhưng mà về cái giá cả thị trường ấy, nó khá là đắt. Một chỗ này mình mua hết 6, nói chung là coi như là 700.000 đi, thì nó cũng phải tầm rơi vào tầm hơn 200.000 một cân. Nhưng mà với cái giá của nó ấy, cực kỳ xứng đáng. Nhiều khi nhá, chim con này có mỡ ngon lắm này. Nhiều khi mọi người mua thịt bò còn có khi dính thịt bò sữa hoặc là dính thịt lợn nái xề, nhưng mà mua chim về ăn ấy, mọi người không cần biết, chim gì cũng ngon. Đấy,
bỏ xương. Anh ăn vào trong xương như kiểu sáu bỏ ấy. Nghe. Ừ. Ngon nhỉ, ngon đấy. Ngon lắm. Chim nó mà có mỡ thì ngon lắm. Hãy thử một lần. Ừ.